Nếu như các bạn có để ý, theo dõi cũng như là quan tâm kênh của cây, by the way các bạn subscribe kênh của cây nha, thì cây đã có đăng tải 2 video về sản phẩm của BeU. Và có thể nói rằng là BeU là một trong những cái sản phẩm mà họ đã đẻ rất là nhiều, và sản phẩm của họ lúc nào cũng có những cái tên na ná nhau, cũng như là thiết kế và tính năng cũng na ná nhau nữa. Ví dụ như là BeU KW19 nè, 17 nè, 33 nè, 03, 11. Để gì để lắm gì trời. Ok, thôi bây giờ không lòng vòng như Hải Phòng nữa, và bây giờ trên tay cây Đanh có một chiếc BeU KW03 và chúng ta hãy cùng nhau xem thử rằng là sản phẩm này nó sẽ có gì nâng cấp so với những sản phẩm trước của nó, và nó sẽ được trang bị những điều gì hay ho nhé. Ok, bắt đầu thôi nè. Giống như trên chiếc BeU KW17 thì chiếc 03 này đã vẫn sử dụng là màn hình mặt vuông. Tuy nhiên thì khuôn viền của đồng hồ đã được làm xịn hơn rất là nhiều, khi mà được làm bằng chất liệu là kim loại cứng, thép không rỉ, và còn được mạ thêm một cái lớp màu vàng đồng nhìn khá là sang xịn mịn. Nó không còn bị kiểu rẻ tiền như những cái chất liệu nhựa trước đây. Tuy nhiên thì mình cảm thấy máy khá là nặng, bởi vì là bao phủ hết thân máy đều là chất liệu kim loại, nên là điều đó cũng dễ hiểu và cũng tạm chấp nhận được. Và độ dày của máy cũng không có quá lớn, nhưng mà mình đeo lâu thì mình cảm thấy nó cũng hơi bị mỏi, bởi vì nó có một cái độ nặng mà. Dây thì được làm bằng chất liệu là silicon dễ dàng uốn dẻ truyền thống thôi. Và hiện tại thì trên Thế Giới Di Động bán 2 loại màu, đó là màu đen và màu xám. Riêng cây thì cây sẽ thích màu xám hơn, bởi vì mình thấy là cái màu xám này nó độc đáo, nó đẹp hơn, và cũng bởi vì là thân máy được làm bằng màu vàng độc nổi bật hơn nữa. Chứ màu đen thì mình thấy nó hơi đại trà, hơi truyền thống giống những cái phiên bản đồng hồ khác. Về màn hình thì màn hình có cái bản lề khá là lớn như ta thấy ở đây. Và dù là mặt là 1,3 inch nhưng mà diện tích hiển thị lại ít hơn. Điểm này thì vẫn giống như trên chiếc BeU KW17 thôi. Và tuy nhiên thì đã gỡ gạt lại phần màn hình nhỏ thì đồng hồ đã được trang bị cảm ứng có toàn mặt rồi, chứ không còn là một điểm hạn chế ở phần dưới đáy nữa. Về giao diện thì mình thấy là máy đã được hoàn thiện hơn rất là nhiều, với các mục tính năng được làm đẹp hơn và phong phú đa dạng hơn, cũng như là các biểu tượng hay chữ số nhìn cũng đã được hoàn chỉnh hơn rồi. Về phần tính năng thì chiếc đồng hồ BeU KW03 này vẫn được trang bị những cái tính năng giúp hỗ trợ những cái hoạt động hàng ngày của mình. Đồng hồ có thể đo được nhịp tim nè, đo đếm được bước chân, theo dõi được các bài luyện tập thể dục thể thao, với 7 bài tập trong nhà ngoài cửa đều có cả, và thậm chí là máy sẽ đo đạt được cả giấc ngủ của mình, với những cái kết quả gần như là chính xác đến 80-90% lần đấy. Và đồng hồ thì nhận được thông báo nhưng mà sẽ không được hỗ trợ tính năng là trả lời trực tiếp trên điện thoại. Và ngoài ra thì máy cũng có một điểm trừ, đó chính là đồng hồ vẫn bị lỗi phông khi mà nhận thông báo tin nhắn này. Có thể là bởi vì phông tiếng Việt nên là máy vẫn bị lỗi, nhưng mà nếu dùng tiếng Anh thì sẽ được cải thiện nhiều hơn. Và thêm nữa một tính năng, đó chính là chiếc BeU KW03 này còn hỗ trợ điều chỉnh nhạc. Và cái này mình có thể sử dụng khi mà tập thể dục nè, hay đi ngoài đường thì cái việc điều chỉnh nhạc cũng rất là thuận tiện. Cuối cùng thì về phần pin, thì pin của các dòng sản phẩm của BeU KW thì đều có pin rất là trâu, và chiếc KW03 này thì nó cũng không ngoại lệ. Và khi mà mình trải nghiệm sử dụng thực tế thì mình thấy rằng là chiếc BeU này nó có sử dụng trong khoảng từ 3 đến 4 ngày với đầy đủ tất cả các tính năng của nó, và máy cũng sẽ rất là nhanh, trong khoảng 2 tiếng là đầy rồi. Ok, và nói chung lại về chiếc BeU KW03 này thì Cây thấy rằng nó đã có những sự nâng cấp rất là tối ưu so với những cái thế hệ tiền nhiệm. Ví dụ như là chiếc W19 và 17, nó được đi kèm với một cái thiết kế tốt hơn, nhìn xịn hơn, sang mịn xịn nè, hay là nó được trang bị những cái tính năng ưu việt hơn, giao diện cũng đẹp hơn, màu sắc hình ảnh cũng tươi sáng hơn, và thao tác hoạt động thì nó cũng mượt mà linh hoạt hơn. Và nếu mình đánh giá thì nếu mình mua so với những sản phẩm trước thì mình sẽ mua con này, bởi vì dù là mức giá của nó có mắc hơn một chút, nhưng mà tính năng đổi lại thì mình lại cảm thấy đáp ứng được cho những cái hoạt động hàng ngày của mình. Ok, đó là cảm nhận của Cây thôi. Không biết các bạn cảm nhận như thế nào, hãy để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì Cây xin chào và tạm biệt các bạn. Bye.